chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Toàn tỉnh đã tổ chức chiến dịch tiêm phòng vaccine đợt 1 năm 2016 cho đàn gia súc gia cầm và phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi để phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc gia cầm, góp phần thúc đẩy chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái. Đối tượng vật nuôi bắt buộc tiêm phòng trong đợt này bao gồm trâu, bò, tiêm vaccine lở mồm long móng nhị giá tiếp O và A, vaccine tụ huyết trùng. Đối với đàn lợn nái được giống, tổ chức tiêm vaccine lở mồm long móng tiếp O và A, vaccine tai xanh và vaccine dịch tả lợn nhược độc. Đồng thời tiến hành tiêm phòng vaccine cúm gia cầm cho đàn gà, ngan, vịt, quy mô khoảng 1.000 con trở xuống. Tiêm phòng bệnh dại cho 100% đàn chó mèo trong diện tiêm phòng. Để chiến dịch tiêm phòng diễn ra an toàn và đảm bảo đúng kế hoạch, Chi cục Thú y tỉnh đã tăng cường chỉ đạo đối với các địa phương. Chi cục Thú y đã chỉ đạo các trạm thú y, thứ nhất là làm tốt công tác chuẩn bị từ tất cả các khâu, chuẩn bị về sân anh, giả soát số lượng, thống kê gia súc gia cầm, máy phun và các dụng cụ cần thiết để phục vụ tiêm phòng. Thứ hai nữa là tổ chức xây dựng kế hoạch của ban chỉ đạo cấp huyện cũng như của các xã đảm bảo theo kế hoạch của ủy ban nhân tỉnh đã giao. Cái thứ ba là chúng tôi đã chỉ đạo tăng cường tổ chức về công tác tuyên truyền bằng xe lưu động đến tất cả 9 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 25 tháng 3 năm 2016, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân chiến dịch tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm và phun khử trùng tiêu độc đảm bảo an toàn, hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ. Dự kiến chiến dịch tiêm phòng vaccine đợt 1 năm 2016 sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 4. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Tam Đảo đã xảy ra tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Trước tình trạng trên, các lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý các vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hợp Châu cùng các cơ quan chức năng lập biên bản xử lý vi phạm của gia đình ông Trần Văn Đoàn, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo với các lỗi: tự ý đào mương thoát nước trái phép trong hành lang an toàn đường bộ, tự ý đào móng xây dựng công trình tạm thời trái phép và đổ vật liệu trái phép trong phạm vi đất dành cho người đi bộ. Lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ phần móng và tịch thu nguyên vật liệu dùng xây dựng công trình trái phép, đồng thời tháo dỡ lều, nán có mái che mái vẩy trên hành lang an toàn giao thông của 5 hộ gia đình vi phạm. Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là yếu tố quyết định tạo nên thành công trong công tác thu hút, xúc tiến đầu tư. Vĩnh Phúc đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện những giải pháp then chốt, qua đó tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại Vĩnh Phúc. Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành, chính quyền địa phương các cấp thực hiện công khai minh bạch thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa và một cửa liên thông để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho các nhà đầu tư. Chúng tôi xác định rõ các cái quy trình, trình tự, thủ tục hành chính đối với từng thủ tục hành chính để chúng tôi công khai, minh bạch đến các nhà đầu tư biết và hiểu và làm cái hồ sơ cho đúng theo quy định của pháp luật. Hiện nay ở Ban Xúc Tiến được tổ chức cái bộ phận một cửa liên thông, là phòng một cửa liên thông, là có 3 cán bộ chuyên trách và có 10 cái sở ngành và mỗi một sở ngành là có 2 người luân phiên trực để tiếp nhận hồ sơ theo cái cơ chế một cửa liên thông. Cái quá trình chúng tôi thực hiện thì có cái sự giám sát trực tiếp bằng cán bộ chuyên trách cũng như là chúng tôi sử dụng cái phần mềm điện tử một cửa liên thông để vừa đảm bảo là công khai minh bạch cái về quy trình thủ tục đầu tư cũng như hai là giám sát cái thời gian tiến độ thực hiện quá trình thực hiện cái thủ tục hành chính đó ở các cái sở ngành và các cái huyện thị để đảm bảo theo cái quy định của pháp luật. Cùng với các giải pháp trong cải cách thủ tục hành chính, Vĩnh Phúc tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, khu cụm công nghiệp, thông tin viễn thông, điện nước, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sau gần 20 năm tái lập tỉnh, đến nay Vĩnh Phúc đã hình thành 19 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với quy mô khoảng 6.000 ha. Môi trường đầu tư của Vĩnh Phúc thì chúng tôi có những nhận xét như sau. Chúng tôi đã đầu tư vào rất nhiều nơi và tìm hiểu nhiều thị trường đầu tư khác nhau.
ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn. Tuy nhiên khi chúng tôi có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam, thì công ty chúng tôi đã tìm hiểu nhiều địa phương khác nhau có vị trí gần với Hà Nội, thì chúng tôi thấy Vĩnh Phúc là một địa điểm rất lý tưởng cho việc đầu tư. Sau 5 năm hoạt động tại Vĩnh Phúc, chúng tôi cảm thấy rất hài lòng về sự hỗ trợ của các cấp các ngành của Vĩnh Phúc đã luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng, các ngành chức năng của Vĩnh Phúc cũng đã giúp đỡ rất nhiều khi các nhà đầu tư mới đến Vĩnh Phúc. Sự hài lòng của các nhà đầu tư đã phản ánh đúng những nỗ lực của các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc trong việc nỗ lực thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh. Theo kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015, tỉnh Vĩnh Phúc đứng thứ 4 trên 63 tỉnh thành, tăng 2 bậc so với năm 2014 và nằm trong nhóm 5 tỉnh thành phố có chất lượng điều hành rất tốt. Tôi nghĩ là Vĩnh Phúc đã có một cái thời gian thuộc cái nhóm các cái tỉnh thành phố dẫn đầu trong PCI, và tôi nghĩ là cái truyền thống đó đang tiếp tục, và trong những năm gần đây thì Vĩnh Phúc đang có những cái nỗ lực vượt bậc để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Và tôi nghĩ là cái sự đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, cái sự thăng hạng trong cái bảng xếp hạng của Vĩnh Phúc nó thể hiện đúng cái thực tiễn là Vĩnh Phúc đang bắt đầu một cái giai đoạn đột phá trong cái cải cách thể chế theo cái hướng tạo điều kiện thuận lợi cho cái hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015 ghi nhận nỗ lực, cố gắng và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh trong việc nâng bậc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đưa Vĩnh Phúc tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo Bộ Tài chính vừa giao nhiệm vụ cho Thanh tra Bộ chủ trì việc thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối. Lãnh đạo Bộ Tài chính giao Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập, phân tích báo cáo tài chính, hồ sơ kê khai thuế, tờ khai nhập khẩu xăng dầu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối. Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu việc thanh tra phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2016. Trước đó, tại cuộc họp báo công bố tình hình tài chính ngân sách quý I, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, không phải tới khi lỗ hổng thuế xăng dầu được phát hiện ra thì Bộ Tài chính mới tiến hành thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, mà đây là công tác thường niên của Bộ. Từ tháng 1 năm 2015, thị trường bán lẻ Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn theo cam kết với WTO, cho phép thành lập các công ty bán lẻ 100% vốn nước ngoài và loại bỏ rào cản thuế quan khu vực kinh tế chung ASEAN. Thị trường đã xuất hiện làn sóng xâm nhập mạnh mẽ từ các đại gia bán lẻ nước ngoài. Tuy đem lại thời cơ, song thách thức hết sức to lớn đối với doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam trước nguy cơ bị nhà bán lẻ nước ngoài thôn tính, chiếm lĩnh thị trường. Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, cũng như việc gia nhập Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, theo lộ trình, thuế nhập khẩu ở hầu hết các mặt hàng sẽ xóa bỏ 100% vào năm 2018. Hàng hóa nhập khẩu sẽ dễ dàng tràn vào và các nhà bán lẻ nước ngoài có cơ hội đầu tư ổ ạt. Tuy nhiên, nhà nước gần như chưa có chính sách bảo hộ nào đối với các doanh nghiệp bán lẻ trong nước. Đại diện các doanh nghiệp và nhà bán lẻ trong nước đã kiến nghị chính phủ chỉ đạo giao thanh tra chính phủ kiểm tra, rà soát toàn bộ công tác cấp phép để mở điểm bán mới đối với các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài ở các địa phương. Thực hiện kiểm tra, thanh tra về việc tuân thủ pháp luật đối với các đơn vị bán lẻ có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, các nhà bán lẻ trong nước cũng kiến nghị chính phủ xem xét có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam, điều chỉnh cơ chế, chính sách thông thoáng, an toàn, ổn định và lâu dài, phù hợp cơ chế kinh tế thị trường để doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất. Những năm qua, dù kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam vẫn ưu tiên nguồn lực cao nhất cho hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo. Chương trình giảm nghèo đã huy động được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Để thực hiện giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Chính phủ các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Trong đó, điểm nhấn là đổi mới cách thức tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang đa chiều nhằm phản ánh được đầy đủ tình trạng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Qua đó, các ngành và địa phương tổ chức phân loại, đánh giá, xác định đối tượng nghèo và xây dựng các chính sách giảm nghèo mang tính tổng thể toàn diện hơn. Cả nước đang rà soát và tổng hợp đối tượng nghèo, cận nghèo theo các tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều mới. Nhiều tỉnh đã cơ bản rà soát xong và Bộ sẽ phúc tra với các địa phương còn nhiều tồn tại trong số liệu. Theo đánh giá ban đầu,
Số liệu dự báo của Trung ương với tỷ lệ nghèo của các địa phương rà soát theo tiêu chí nghèo đa chiều gần như phù hợp. Với cách tiếp cận này, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của Việt Nam sẽ lên tới 12% và hộ cận nghèo khoảng 6%. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 77 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học công lập. Theo Phó Thủ tướng, trong hơn một năm thực hiện, một số trường, bộ chủ quản và các bộ ngành liên quan chưa chủ động tích cực triển khai các nội dung tự chủ. Trong thời gian tới, các trường tự chủ, bộ ngành địa phương liên quan vận dụng tối đa các quy định về tự chủ theo nghị quyết 77, tích cực chủ động hơn trong đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng đào tạo, triển khai hoặc trình cấp trên có thẩm quyền quyết định các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án, đảm bảo không giảm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của đối tượng chính sách thuộc hộ nghèo. Với các bộ chủ quản của các trường, cần rà soát lại ngay các quy định bảo đảm quyền tự chủ, thu, chi, bãi bỏ các quy định trái với tinh thần của nghị quyết 77. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Chính phủ mới của Myanmar đã thả hàng chục nhà hoạt động chỉ hơn một tuần sau khi nắm quyền và cho biết đang chuẩn bị ân xá hơn 100 người nữa lĩnh án vì các tội chính trị. 69 nhà hoạt động sinh viên và người ủng hộ đã được bỏ những cáo buộc chống lại họ và ra tù ở thị trấn Tharawasdi, phía bắc Yangon. Tổng thống Hát Tin Kiêu đang ân xá cho hơn 100 người nữa đang thực hiện án liên quan đến các tội chính trị. Động thái của bà Aung San Suu Kyi, người giữ chức ủy viên quốc vụ, cố vấn quốc gia, đường Washington hoan nghênh. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng bước đi thể hiện cam kết với nhân quyền và nước này sẵn sàng giúp Myanmar cải cách dân chủ. Nhiều người ủng hộ bà Suu Kyi và các thành viên NLD là những tù nhân chính trị dưới thời chính quyền quân sự. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sau các cuộc đàm phán tại thủ đô London, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã nhất trí nhanh chóng đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa hai nước sau khi mối quan hệ này bị rạn nứt hồi năm 2010. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết phái đoàn đàm phán hai nước đã đạt tiến triển hướng tới một thỏa thuận, khép lại các bất đồng và cùng nhất trí rằng thỏa thuận trên sẽ được thông qua trong cuộc họp tới. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Israel chưa đưa ra bình luận nào. Thổ Nhĩ Kỳ từng là đồng minh chủ chốt của Israel trong khu vực cho đến khi quan hệ giữa hai nước rạn nứt sau vụ lính biệt kích Israel tấn công tàu cứu trợ Mavi Marmara của Thổ Nhĩ Kỳ trên đường tới Gaza làm nhiều người thiệt mạng hồi năm 2010. Sự việc này buộc hai nước phải rút đại sứ về nước và phía chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra ba điều kiện đối với Israel để đổi lấy sự bình thường hóa quan hệ, gồm dỡ bỏ phong tỏa giải Gaza, bồi thường cho các nạn nhân trong vụ tàu Mavi Marmara và xin lỗi về vụ việc này. Nghi phạm được cho là giữ vai trò chủ chốt liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố Paris hôm 13 tháng 11 năm ngoái là Mohamed Abrini đã bị bắt. Abrini, 31 tuổi, là người Bỉ gốc Morocco, được cho là kẻ đồng hành với tên Salah Abdeslam, thực hiện cuộc tấn công khủng bố ở Paris làm 130 người chết. Tên Abdeslam đã bị bắt giữ tại Bruxelles hồi đầu tháng 3 vừa qua, ngay trước khi xảy ra các cuộc tấn công ở thủ đô của Bỉ. Báo chí Bỉ cho rằng Abrini cũng có khả năng là người đàn ông đội mũ xuất hiện trong các đoạn video được ghi lại trước vụ nổ ở sân bay Bruxelles ngày 22 tháng 3. Theo báo chí Bỉ, Abrini lẩn trốn suốt 5 tháng qua và đã bị bắt ở quận Anderlecht của Bruxelles. Ủy ban Hàng không Dân dụng Nga cho biết nguyên nhân vụ tai nạn máy bay mang số hiệu FZ-981 của hãng hàng không Free Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cập nạn ngày 19 tháng 3 tại miền nam nước Nga có thể là do lỗi của phi công. Báo cáo sơ bộ giúp làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của 62 hành khách và phi hành đoàn cho thấy các phi công đã thất bại trong nỗ lực hạ cánh. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thời tiết ở thành phố Rostov rất xấu, mưa to và gió mạnh cản trở cho việc tiếp đất của chiếc máy bay. Ủy ban Hàng không Liên Chính phủ IAC của Nga cho rằng chiếc máy bay đã được điều khiển bay theo cách bất thường trước khi lao xuống đất. Tổ lái đã quyết định hoãn việc tiếp đất và bay thêm vòng nữa. Phi công điều khiển máy bay lên độ cao đến 900m, đồng thời tăng vận tốc lên 600 km/h. Tuy nhiên, máy bay bất ngờ đã bị gió tạt mạnh, đẩy mũi máy bay xuống thấp hơn khiến máy bay bị mất thăng bằng ở phần đuôi máy bay. Vì thế, phi công đã không thể kiểm soát hoạt động của máy bay trong nỗ lực tiếp đất. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 22 tháng 5 năm 2016. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là quyền và nghĩa vụ của công dân. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử là trực tiếp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.